khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Philadelphia. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Tin cho biết tiếp tục truy nã hai tù nhân vượt ngục tại Philadelphia. Nhà chức trách tiếp tục truy nã hai tù nhân trốn ra khỏi trung tâm cải huấn công nghiệp Philadelphia vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 7 tháng 5. Trước đó, bà Blanche Carney, ủy viên điều hành nhà cải huấn nói rằng họ không hề biết tù nhân Amin Hurst, 18 tuổi, can tội giết người, và tù nhân Nasser Crane, 24 tuổi, bị bắt giam vì tội sử dụng súng và ma túy, đã vượt ngục. Họ chỉ biết điều này vào khoảng 3 giờ chiều ngày 8 tháng 5. Nhà chức trách đang đánh giá mức độ canh phòng và bảo mật của nhà tù, cũng như thẩm vấn nhân viên nhà tù để tìm hiểu vì sao một tù nhân nguy hiểm như Amin Hurst lại có thể trốn ra khỏi nhà tù. Và cảnh sát trưởng Rochelle Beller nói rằng họ đang kiểm tra lại những lần điện thoại của Amin và Nasser trước khi vượt ngục, lắng nghe lời khai của mọi người để tìm manh mối. Và thẩm phán James DeLeon đã về hưu, hiện đang ra ứng cử chức thị trưởng Philadelphia, là người chủ tọa phiên điều trần của Amin. Ông đã từng đưa ra phán quyết nên bắt giam Amin trước khi xét xử bởi vì anh ta là người sẵn sàng gây tổn thương cho các nạn nhân, khiến cho gia đình họ phải đau đớn khi hồi tưởng lại cái chết bi thảm của người thân. Được biết, tại trung tâm cải huấn, các tù nhân có thời gian tắm rửa ngoài phòng giam, được đưa ra ngoài để chăm sóc y tế cũng như được phép gặp người nhà đến thăm. Trung tâm cải huấn đã tổ chức 3 lần kiểm tra dân số trong trại giam, lần đầu vào lúc 11 giờ tối ngày 7 tháng 5, lần thứ hai vào lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 5, và lần thứ hai vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày trước khi biết hai tù nhân nói trên vượt ngục. Đài truyền hình Action News hỏi ủy viên Carney liệu bà có nghĩ ai đó trong đội ngũ nhân viên đã giúp hai tù nhân nói trên trốn thoát, hay đây chỉ là một trường hợp sơ suất. Bà Carney chỉ cho biết họ phải chờ kết quả chính thức của cuộc điều tra. Và tiếp theo, bản tin cho biết cựu cảnh sát Sharon Hill bị kết án vì gây ra cái chết của em Fenta Bellady. Ba cựu nhân viên của nhà cảnh sát Sharon Hill là các ông Brian Devaney, Sean Dolan và Devon Smith bị thẩm phán tòa án quận Delaware đã phán quyết một bản án giống nhau. Đó là họ bị 5 năm quản thúc, trong đó có 11 tháng đầu tiên bị quản thúc tại nhà và 2 năm quản thúc vì tội liều lĩnh gây ra cái chết của Fenta. Gia đình Fenta không hài lòng về phán quyết nói trên, nhưng ông Maurice Bellady, cha của Fenta, nói rằng cuối cùng thì cảnh sát cũng phải chịu trách nhiệm vì đã khiến cho con gái của ông phải thiệt mạng. Những người gây án mạng phải chịu trách nhiệm là điều gia đình Fenta mong muốn kể từ khi em bị sát hại vào ngày 27 tháng 8 năm 2021. Fenta tử vong vì cảnh sát nổ súng bắn vào đám đông đang theo dõi trận thi đấu football tại trường trung học Academy Park. Hai thiếu niên khác cũng bị buộc tội nổ súng trong biến cố này. Tại tòa án, cả ba cựu cảnh sát đều nói những lời cảm động để xin lỗi gia đình Fenta. Ông Devaney từng muốn đến gia đình Fenta ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng để xin lỗi, nhưng ông được khuyên là không nên xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm này. Phải mất gần 2 năm tòa án mới đưa ra phán quyết nói trên. Và luật sư Bruce Castles, đại diện cho gia đình Fenta, cho biết gia đình Fenta và dân chúng cho rằng các nhân viên cảnh sát nên được đào tạo tốt hơn và cũng nên được giám sát tốt hơn khi thi hành công vụ. Và điều tra vụ đâm chém hai người ở quận Delaware. Nhà cảnh sát Delaware đang điều tra vụ đâm chém hai người ở Derby vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Tư 10 tháng 5 tại chung cư số 1000 trên đại lộ Tyler.
Cả hai nạn nhân bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, được chuyển đến điều trị tại bệnh viện địa phương. Những người hàng xóm cho đài truyền hình Action News biết, một nhóm thiếu niên trong khu phố bắt đầu gây sự đánh nhau trong thời điểm xảy ra vụ đâm chém nói trên. Danh tính và độ tuổi của hai nạn nhân chưa được nhà chức trách xác nhận, nhưng những người chứng kiến nói rằng đó là hai cậu bé dưới tuổi vị thành niên. Một cư dân ở khu vực này đã 12 năm cho biết, cộng đồng của họ luôn bình an và yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ xung đột gây thương tích giữa các thiếu niên. Sự việc này khiến họ lo ngại có thể xảy ra những điều bất thường khác vào mùa hè khi các học sinh ở nhà. Và người di cư tiếp tục đến thành phố Philadelphia. Chuyến xe bus lần thứ 20 chở 31 người Venezuela di cư từ Del Rio, Texas đến Philadelphia được ông Peter Pedimont, đồng giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận New Century Movement, chào đón tại nhà ga Suburban trong ngày thứ Tư 10 tháng 5. Trong cuộc họp báo với các ký giả tại tòa thị chánh, bà Christina Hernandez, chánh văn phòng của thị trưởng Jim Kenney, cho biết rằng những di dân nói trên đều có giấy tờ hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ. Họ cũng có đầy đủ lý do chứng minh thật sự sẽ gặp nguy hiểm nếu vẫn ở lại quê hương. Đoàn người di cư đã đến biên giới Hoa Kỳ trước quy định 42 kết thúc. Chính sách về nhập cư dưới thời của Tổng thống Donald Trump bắt đầu trong lúc xảy ra đại dịch COVID-19 đã gây tranh luận gay gắt. Bởi vì quy định 42 cho phép các quan chức Hoa Kỳ nhanh chóng trục xuất nhiều người di cư, nhưng quy định này đã kết thúc vào ngày thứ Năm 11 tháng 5. Nó kết thúc vào ngày nói trên và giám đốc Pedimont nói rằng khi quy định 42 không còn hiệu lực, họ tin rằng sẽ còn đón nhận thêm nhiều chuyến xe bus khác chở đoàn người di cư đến Philadelphia. Và những người mới đến được tổ chức New Century Movement chào đón tại trung tâm Welcome của thành phố công viên Juniata. Họ cũng được phân phát thực phẩm, nước uống, được tắm giặt và được cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiều sự kiện được tổ chức nhờ sự hợp tác của thành phố với các tổ chức trong cộng đồng. Ông Dominic Mears, giám đốc cơ quan điều hành khẩn cấp Philadelphia nói rằng sức mạnh của họ có được nhờ sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Kể từ tháng 11 năm ngoái, có gần 950 người di cư đã đến Philadelphia, nhưng là khoảng 900 người không chọn định cư tại thành phố mà chuyển đến những thành phố khác như là New York, Boston, Washington DC, Chicago. Và khoảng 50 người di cư ở lại được thị trưởng Kenney chào đón. Ông cam kết là biến Philadelphia trở thành đô thị hòa nhập thân thiện nhất tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, các tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc phụ nữ trước ngày lễ của mẹ. Những người mẹ tại thành phố University thuộc khu vực Philadelphia đang được tổ chức phi lợi nhuận ở Ronald McDonald House chăm sóc bằng những hành động thiết thực như là cắt tóc, là móng tay miễn phí. Và tổ chức này là một mạng lưới toàn cầu gồm các chi nhánh ở 62 quốc gia trên thế giới, có mục đích tìm chỗ ở cho những người có con nhỏ nằm bệnh viện và đồng thời hỗ trợ những trình trực tiếp cải thiện sức khỏe cũng như hạnh phúc của trẻ em. Tổ chức phi lợi nhuận Restore Salon Services với sự giúp đỡ của công ty Philly Nail đã đứng ra tổ chức sự kiện làm đẹp cho các bà mẹ trước ngày hiền mẫu. Bà Dominique Bell, phó chủ tịch của tổ chức Restore Salon Services cho biết, đây là điều họ có thể làm để giúp các bà mẹ thư giãn, thoải mái trong lúc lo lắng cho các con của họ. Và họ cũng chiêu đãi nước giải khát cũng như tặng cho mỗi người một túi quà trước khi kết thúc sự kiện nói trên.